Chúa là ta ra dâng lời cảm tạ Chúa một ngày bình an đã qua trong sự gìn giữ, ban ơn thêm sức tiếp trợ cho chúng ta trong công việc làm và sức khỏe, và có được tấm lòng yêu mến khao khát Chúa để nhóm lại để chúng ta học lời Chúa với nhau. Đó là điều mà Chúa muốn, bởi vì Chúa ngài nói rằng mắt của Chúa thì dõi trong khắp mọi nơi để tìm kiếm kẻ nào có lòng trọn thành. Chúa ban ơn và giúp đỡ cho họ, cho nên rằng chúng ta là những người đang được Chúa quan mắt Chúa đang nhìn thấy chúng ta trong cái sự khao khát và tấm lòng thành của chúng ta ước ao để được học hiểu biết lẽ thật của Chúa, để lẽ thật nó buông tha chúng ta được sống tự do, bình an thật của Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì trước khi vô bắt đầu nhóm thì trước hết thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ dâng cái buổi nhóm chúng ta trong bàn tay yêu dấu của Chúa, và mời Thánh Linh đứng đang ở trong mỗi lòng của chúng ta. Ngài sẽ, chúng ta sẽ yên lặng để Thánh Linh vận hành cho chúng ta được tập trung hết lòng, hết ý, linh hồn và trí khôn của chúng ta, để chúng ta có thể có một buổi thờ phượng thật đầy phước hạnh. Chúng ta đưa giờ, giống như cô Hosanna nói là chúng ta bước vào bàn tiệc mà chúng ta phải biết enjoy cái buổi tiệc đó, để chúng ta mới thấy rằng cái buổi tiệc đó rất là có ý nghĩa và có bổ sức cho chúng ta thật nhiều về phần thuộc linh của chúng ta ha. Con kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều. Cảm ơn Cha vì chúng con đã được Ngài cứu và đã tìm và chọn lựa chúng con, chứ không phải chúng con tìm và chọn lựa Chúa trước đâu. Rất là nhiều. Con ngợi khen Cha, con tạ ơn Cha. Con dâng từng mỗi ông bà anh chị chúng con trong buổi học Kinh Thánh hôm nay trên đường live phone này. Con cũng cầu xin Chúa, Ngài ban thiên sứ, Ngài gìn giữ các đường live phone của anh chúng con trong đường live học Kinh Thánh của tối hôm nay tại nơi live này, mỗi người chúng con đều nghe được rõ ràng, như là Chúa cũng ban ơn cho tôi tới của Chúa là một sự hiếu đức trong cái sự chia sẻ lời Chúa hôm nay. Xin Chúa đầy ơn trên ông, Thánh Linh của Chúa sẽ vận hành trên trong trí và trong lòng của ông. Những gì Chúa muốn ông phải nói thì Chúa ơi, ông sẽ nói theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, để chúng con ai nấy cùng hiệp đồng một trong cùng được Thánh Linh, để chúng con hiểu được lẽ thật của Ngài, thấy muốn thánh của Cha. Vì chỉ có Thánh Linh mới hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ bày tỏ cho chúng con hiểu biết được lẽ thật của Ngài theo thánh ý của Cha. Hầu cho chúng con học và làm theo để chúng con được phước của Ngài ban cho. Như lời Chúa đã dạy dỗ chúng con rằng quyển sách luật pháp của Cha để lại cho chúng con, thì chúng con cẩn thận để suy gẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo hết mọi điều đã chép trong đó, thì chúng con sẽ được may mắn trong con đường chúng con đi và được phước. Thật vậy, con cảm ơn Cha rất là nhiều. Cảm ơn Cha rất là nhiều. Xin Cha giờ này, con xin Cha ở cùng với chúng con, chúc phước cho chúng con từ giờ đầu đến giờ cuối. Tất cả đều được phước hạnh của Ngài, vì chúng con biết rằng Chúa ơi, không gì chúng con có phước hơn ngoài Chúa của chúng con được có ở trong đời sống của chúng con. Con tạ ơn Cha vô cùng. Con dâng tất cả mọi lời cầu xin của chúng con với hết lòng cầu xin sự thăm viếng của Thánh Linh của Ngài đến với chúng con buổi tối hôm nay. Cảm ơn Cha vô cùng. Con chân thành hiệp một với chị em chúng con trong lời cầu nguyện này, là cầu xin danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã biết ngay từ ban đầu, Chúa Sara cũng có nói với chúng ta rằng chúng ta, trong chúng ta có ai nói rằng mình tự đi tìm Chúa không? Không có ai hết. Sara thì không biết, nhưng mà ai thì sao, nhưng chính bản thân Sara thì Sara thấy và bảo là chính Chúa đã tìm và cứu gia đình Sara cũng như bản thân Sara, chứ tức là những người con cái Chúa tôi tới Chúa mà Chúa đã cho họ được gặp Chúa trước đó, họ tiếp tục đem làm điều đó cho người khác. Mình cũng vậy. Thì đó là cái điều mà Chúa nói rằng trong Giăng đoạn 15, Chúa nói rằng ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, đã các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Và đồng thời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng cái sự mà chúng ta nói về Chúa đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có sự gặp khó khăn, nhưng mà Chúa cũng đã báo trong Giăng đoạn 15 là lời, Giăng đoạn 15 là hầu như là toàn bộ, trong đó là nhiều nhất là lời của Chúa nhiều lắm. Thì Chúa nói rằng không phải là chúng ta bị ghét đâu, nhưng mà chính Chúa cũng đã bị ghét vô cớ rồi. Trong Giăng đoạn 15 câu 25, Chúa nói là dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chết trong luật pháp rằng họ đã ghét ta vô cớ. Vì chúng, vì sao? Bởi vì chúng ta là không thuộc về thế gian, cho nên người đời đã yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, vì ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng
chọn con từ trường buổi sáng thế. Ta đã gọi con từ thuở ban đầu. Ta kim tìm con ở nơi dương gian. Ta đã lầm con và sai con đi. Ở giữa trường giang đầy bao thương đau. Thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu. Sai con tìm cứu người đang chơi vơi. Cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian cô ghé, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba. Họ ghé ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự xưa. Tôi tớ chẳng lớn hơn Chúa mình, hay cứ trong thế gian, nhưng ta đã thắng thế gian rồi. Ngày nào ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, ngày nào ra đi bằng đầu hôi sẽ chiến thắng trong vinh quang. Trời đời sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vàng rồi. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù vào đằng sau mọi ước mơ con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ.
chúng ta cũng tiếp tục giống như là người khác đã làm điều đó cho chúng ta, là đi ra nói về Chúa cho người khác, thì chúng ta cũng làm điều đó cho người khác giống như vậy. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để đổi đầy ơn để làm tiếp tục trong mạng lệnh Chúa trao phó trong thi đoạn 28 có 20. Chúng nói là chúng ta đi khắp nơi để dạy dỗ muôn dân, khiến họ thành môn đồ của Chúa hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì Zara xin được phép mời Oanh ở Florida đọc dùm Kinh Thánh trong Roma đoạn 10 câu 8 câu 17. Tất cả chúng ta đều có vũ khí trong tay chưa ạ? Không nào. Amen. Dở rút gươm ra hỏi dở dùm đi. Chúng ta là trong Roma đoạn 10 câu 8 câu 17, và xin mời Oanh đọc lớn tiếng đại diện cho cái khúc đoạn Kinh Thánh này cho mọi người chúng ta cùng hiệp một để mọi người dở. Dạ, em là Oanh ở Florida. Xin mời tất cả anh chị em cùng mở sách Roma, và em xin phép được đọc lời Chúa đoạn 10 từ câu 8 đến câu 17. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Gret không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai nói, có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Amen. Amen. Cảm ơn. Dạ, thưa mời, xin mời một sư chia sẻ lời Chúa, xin chúng ta cùng hiệp một mới để tôi tới ngài. Dạ, xin mời một sư. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý ông bà anh chị em đã vào trong đường phòng cầu nguyện của chúng ta, đường dây để học lời Chúa, và chúng ta tí nữa chúng ta sẽ dành những lời cầu nguyện cầu thay cho nhau, nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho cái cô Tiết Võ ở Florida. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học về chủ đề là môn đồ hóa. Cảm ơn cô Anh là đã đọc lời Chúa cách rất rõ ràng và dễ nghe. Cảm ơn Chúa là chúng ta biết rằng môn đồ hóa là như thế nào. Môn đồ hóa có nghĩa là khiến cho người khác trở nên giống như Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô đã dạy rằng hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Vì đời sống của Phaolô khi chưa thuận phục Đấng Christ thì bắt bớ đạo Chúa. Ông sống tại Tarsơ, mà Tarsơ là một thành phố không tầm thường, một trung tâm học thuật của thời đó, và có nhiều cái trào lưu triết học của Hy Lạp và tôn giáo thờ những tà thần khác nhau. Và ông học dưới chân của giáo sư Gamaliel, mà giáo sư Gamaliel là thời đó là như một tiến sĩ một trong các thành viên của tòa công luận và đại diện cho các phái Pharisee theo cái khuynh hướng tự do. Tước vị của giáo sư Gamaliel là Rabban. Rabban có nghĩa là số nhiều của Rabbi, nghĩa là ông là thầy dạy cho các thầy Rabbi. Nếu như sứ đồ Phaolô nói rằng hãy bắt chước tôi rồi ngưng tại đó thì câu này không có được thuyết phục. Nhưng cho thời đó và cũng cho đến thời nay, nhưng ông nói tiếp rằng hãy bắt chước tôi như tôi đã thuận phục Đấng Christ vậy. Câu này có sự dạy dỗ quan trọng cho chúng ta, đó là bài môn đồ hóa. Bài này để tiện theo dõi quý vị,
chia cái đoạn kinh thánh mà cô anh vừa mới đọc á là ba phần. Mà phần thứ nhất là chúng ta phải nói về cái nhu cầu về sự cứu rỗi của nhân loại trong câu 13 là vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Vì chúng ta biết rằng trong câu 13 nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng mà người ta kêu cầu có được cứu hay không thì cái phần thứ hai là vấn đề đặt ra trong ba câu 14, 13, 16. Mà nếu như họ chưa tin Chúa thì kêu cầu sao được. Và thứ hai nữa là nếu chẳng có ai sai đi thì rao giảng thế nào. Và điểm thứ ba là ai tin những lời chúng tôi rao giảng. Đó, ba vấn đề mà nan đề ngày hôm nay mà họ chưa tin Chúa thì họ không thể kêu cầu được. Để giải quyết cái vấn đề mà vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Chúa thì không thể kêu cầu được. Nhưng mà không có ai sai đi thì ví dụ như quý vị ở trong một cái hội thánh mà hội thánh đó không có ban chính đạo, không có truyền giáo thì quý vị không thể nào tự đi ra được. Tại vì không có cái chương trình có tổ chức đó. Ví dụ như cũng như ví dụ như hôm nay mà tôi không được sự phân công mời gọi thì tôi cũng không có được giảng. Thì cái gì nó cũng có một cái trật tự ở trên đời này, gì cũng có cái trật tự của nó, nó có một thứ tự. Cho dù rằng chúng ta biết rằng Chúa mà đắng đã sắp đặt hết mọi sự và không có cái việc gì thì Chúa đã có một cái chương trình của Chúa, nhưng mà chương trình đó thì Chúa đã ủy thác cho con người, thì con người có một con người điều hành trong đó. Vấn đề là chỗ đó. Cho nên cái vấn đề thứ ba mà chúng ta phải giải quyết vấn đề là những cái vấn đề trên mà từ câu 8 đến câu 12, câu 8 câu 12 tức là nói như thế nào, đi ra nói làm sao, nói làm sao để cho người ta tin Chúa. Đó là môn đồ hóa, là chúng ta phải đi ra nói làm sao cho người ta tin Chúa. Rồi câu 8 đến câu 12 nói về vấn đề đó. Và cái tính phần kết thì tôi dùng cái câu câu 17. Câu 17 tức là như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là lời đấng Christ được trao giảng. Nhưng mà vấn đề đặt ra là người ta chưa tin Chúa thì không thể kêu cầu, không thể kêu cầu để mà được cứu được. Và không có ai sai đi thì rao giảng thế nào. Thì hôm nay chúng ta phải giải quyết những vấn đề, học những vấn đề đó, cùng suy gẫm những vấn đề đó và ứng dụng những điều đó cho cái bài học cũng như cái đời sống mà ra làm chứng của chúng ta. Bởi vì thật ra đi làm chứng thì nó cũng có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Tại vì tôi đi làm chứng nhiều năm lắm, nhưng mà vấn đề là cái người đi ra được sự thúc giục như thế nào, thì cái điều quan trọng nhất là phải có Đức Thánh Linh ở trong mình. Vì khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi mới làm chứng về ta, từ thành Jerusalem đến xứ Giu-đê và khắp cùng trái đất. Cái vấn đề quan trọng nhất là không nói trong các bài hôm nay là phải có sự Thánh Linh thúc giục. Nhưng mà tôi muốn nói trong các bài hôm nay là các bài học môn đồ hóa. Chúng ta biết rằng cái nhu cầu của nhân loại về sự cứu rỗi, tức là sự giải thoát, ở các tôn giáo khác mà nói giải thoát hay cứu rỗi thì cũng như nhau. Thì chúng ta biết rằng là ở người đời á, thì người ta cho rằng là cái cuộc đời này là cái biển khổ. Vì cuộc đời mà va chạm nhau, cơm cháo gạo tiền, rồi các cái việc tranh chấp nhau, thì người ta cho cuộc đời là biển khổ, người đời cho là cuộc đời biển khổ. Có một cái bài thơ mà tôi nhớ rằng là người ta nói là đời mà biển khổ, là biển khổ mênh mông sáng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền côi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió cũng vẫn nằm trong biển khổ thôi. Người ta nghĩ rằng cái đời này cái biển khổ, thì bây giờ có bến bờ nào để mà người ta đi đến đó. Cái biển khổ này có biện pháp nào để cho con cứu con người ra khỏi cái biển khổ mênh mông này không? Các bạn hôm nay là để tôi nói cho quý vị, là quý vị tôi biết rằng qua sự cầu nguyện và qua sự gặp gỡ thì tôi biết rằng quý vị là những người đã trưởng thành trong đức tin, nhưng mà quý vị nghe được bài giảng này không, tức
Có khi đã nghe rồi, nhưng mà quý vị nghe để mà vấn đề là để ra làm chứng người khác. Vậy bây giờ cái biện pháp mà để cho cứu con người ra khổ biển khổ đó thì như đạo Phật bây giờ ở Việt Nam chúng ta là gần gũi nhất là những người theo đạo Phật. Vì ngày xưa tôi cũng là từ Phật giáo sang, cho nên tôi biết rằng đạo Phật á, thì người ta kêu muốn hết cuộc đời này, muốn hết khổ á, thì phải diệt cái dục đi. Dục có nghĩa là cái tham muốn á, ham muốn về xác thịt, ham muốn về của cải, ham muốn về tiền tài danh vọng, về rồi tình dục và tất cả các thứ. Cho nên khi ở bên Phật giáo người ta, hoặc là người đời mà người ta chưa tin Chúa, người ta thường hay nói câu là con là nợ, mà vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái câu đó là cái câu này là câu của ma quỷ đó. Cái câu này là câu của người ta nói như vậy để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta thấy rằng con cái ở trong Kinh Thánh nói rằng con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va, là phần thưởng của Đức Chúa Trời. Mà người vợ thì Kinh Thánh nó khác với người đời, người vợ, một người vợ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng tối hơn châu ngọc. Đó là trong Châm Ngôn 31 câu 10 và câu 11. Chúng ta thấy rằng ở trong Chúa, khi mà chúng ta ở trong Chúa mà có sự phước hạnh, chúng ta không thấy rằng còn nhà cửa thì sao? Nhà cửa thì trong Ê-sai đã nói rằng, ba sản ấy hồng ngọc làm tường xếp cho ngươi, mấy san hô làm cửa ngươi, và các bờ cỏ ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thải con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn, ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp và chẳng sợ gì hết. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta nó trái ngược với người đời, nó không có, nó theo đời này. Không phải là con là nợ, mà vợ là quan gia, hay cửa nhà là nghiệp báo, mà Chúa sẽ ban phước cho chúng ta những cái điều rất tốt đẹp. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói rằng ta là con đường, là chân lý, là sự sống, nhân loại phải nhờ Ngài mới đến được Đức Chúa Trời. Bởi vậy nên chi không có cái sự cứu rỗi nào ở trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho mọi người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Đó là Công Vụ đoạn 4 câu 12. Chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là người cứu rỗi chúng ta thoát ra khỏi cái biển khổ mênh mông của cuộc đời này. Và chính cái sự đó thì chúng ta phải được cái ân điển đó, chúng ta phải cần phải đi ra để làm chứng về Chúa và nói về cái phước hạnh đó cho người khác, cho người khác biết về những cái phước hạnh đó, để người ta cùng hưởng được cái ân tật của Chúa mà ban phước cho chúng ta. Bởi vì vậy chúng ta phải biết cách mình như thế nào để đi ra nói người khác được những cái ân phước đó. Ví dụ như quý vị đi chợ chẳng hạn, mà thấy những cái hàng mà on sale bay quanh gác quanh, hoặc là những cái hàng mà off 50%, 70%, 80% chẳng hạn, thì thường thường hay gọi phone cho những người bạn bè mình đến để cùng mua, để cùng vui hưởng. Đó là những cái giá trị rất là nhỏ bé ở đời này mà chúng ta đã gọi cho những bạn bè để đi đến nhận những cái sự phước hạnh đó. Huống chi là cái ơn phước của Chúa, mà khi chúng ta thấy rằng cái ơn phước của Chúa mà cái ơn phước đầy trọn, cái ơn phước đầy sự bình an của Chúa trỗi hơn không bùi hết. Một cái đấng mà chúng ta thờ phượng, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, mà đấng đã ban phước cho chúng ta, thì chúng ta phải đem cái sự ơn phước đó để chia sẻ cho người khác cùng biết cái ơn phước đó, để người ta cùng hưởng. Vì chính mình là cái nguồn phước cho những người khác, để biết được cái nguồn phước đó, chia sẻ nguồn phước đó ra như một cái dòng sông phước hạnh, để mọi người đều được hưởng cái sự cứu rỗi của Chúa. Bởi vậy nên khi chúng ta biết rằng cái người Việt Nam chúng ta thường hay giữ cái thành kiến của mình, mà người ta hay giữ, người ta kêu là giữ cái đạo của mình, giữ cái đạo của mình. Và ở Việt Nam có một cái câu mà rất có hại cho có, mà của Trăng Lục Vân Tiên á, mà có nhiều người đi ra ngập chứng ở tại Việt Nam, rất người ta hay nói cái câu này của trong cái bài thơ của một con tiên.
là một phương tiện, tức là tác giả là Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu là ổng bị mù, rồi ổng làm ra cái quyển thơ Ngục Văn Tiên á, mà người miền Nam người ta hay thuộc. Thì trong đó có cái câu mà sao, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt cha ông không thờ. Cái câu đó đó nó ảnh hưởng rất nặng. Cái câu đó là đến, chúng ta biết cái câu đó đến mà như vậy là đến từ ma quỷ á. Chúng ta biết cái câu đó nó ảnh hưởng rất nặng cho những người chính đạo, chúng ta đi ra truyền giáo thì bị người ta chặn cái câu đó. À, người ta chặn câu đó, cái nhưng mà đạo tiên lành của mình là bỏ ông bỏ bà. À, cho nên chi á, chúng ta phải chú ý cái cách truyền giáo của mình, và chúng ta phải có một cái sự trang bị để chúng ta biết được mà ứng phó được những cái điều gì mà khi chúng ta đi ra truyền giáo, thì chúng ta biết được khi môn đồ hóa thì chúng ta phải nói những điều gì và tránh nói những điều gì, đồng thời chúng ta biết được những cái sự và chống đối để chúng ta có cái sự ứng phó khôn ngoan à, khi mà chúng ta đi ra truyền giáo cho cái quả. Bởi vậy trong cái phần thứ hai mà chúng ta nói ra là họ chưa tin Chúa thì không thể không khó mà kêu cầu Chúa được à, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng mà họ chưa tin Chúa thì họ không kêu cầu Chúa được. Bởi vì vậy nên chi cái vấn đề mà ở trong một cái hội thánh phải có một cái tâm tình truyền giáo, và người mục sư hoặc là người quản nhiệm của hội thánh đó phải có một cái ban chứng đạo và truyền giáo, và phải có cung cấp cho những cái tài liệu hoặc là cung cấp huấn luyện qua một khóa huấn luyện ngắn để cho những người đó họ biết được cách đi ra truyền giáo, có một sự hướng dẫn giúp đỡ để người ta ra truyền giáo và đi phát chứng đạo đơn, và biết nói thế nào để cho người ta giữ cái tờ chứng đạo đơn. Khi đó người ta có thể chưa tin, nhưng mà sau đó thì người ta có thể trong một cái dịp nào đó mà Chúa làm việc thì người ta sẽ tin. Cũng giống như là hôm nay cô Sara đã chia sẻ rằng không phải người ta tìm đến Chúa mà Chúa tìm để cứu cho mỗi người hồn của chúng ta. À, vấn đề là Chúa tìm và cứu mỗi con người chúng ta chứ. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải có một cái sự hợp tác, có một cái sự hướng dẫn để chúng ta đi chứng đạo cho có kết quả. À, vì trong Matthew đoạn 28 câu 19 20 mà cô Sara hồi nãy đã nói là vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Khi quý vị đi ra thì Chúa đi cùng với chúng ta à, cho nên chúng ta không có sợ hãi, vì khi mà chúng ta đi ra như vậy là chúng ta có Thánh Linh đi cùng với chúng ta, cho nên chúng ta là một cái người mà sứ giả mà đi ra để rao truyền cái tin tức tốt lành cho người ta, thì chúng ta không có vấn đề gì sợ hãi cả. Và chúng ta biết rằng trong Roma đoạn 1 từ câu 16 17 nói rằng thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó mà quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái trước là người Giuđa sang là người đấy, thì tôi xin đổ là trước người Do Thái sau là người Việt Nam, vì trong tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được dẫn đến đức tin nữa, có chết rằng người công bình sống bởi đức tin. Và cái quan trọng của đạo của chúng ta là cái vấn đề chúng ta có một cái đức tin, và chúng ta khi mà chúng ta tin Ngài thì chúng ta không có hổ thẹn. Cho nên những người mà chúng ta đã mạnh mẽ trong Chúa, đã có tăng trưởng đức tin, thì chúng ta cần phải đi giao truyền cho những người khác. Quý vị thì đừng có nghĩ rằng có nhiều khi có nhiều người họ chống đối nhiều thứ đó. Ví dụ như họ có một cái câu chống đối như thường thường họ hay chống đối chúng ta những cái câu này. Ví dụ như họ kêu tại sao không nói những cái người trong nhà bà con tin Chúa đi mà đi ra nói người ngò. Cái câu đó là cái câu người ta hay chống đối. Và chúng ta biết rằng Chúa đã tìm và cứu những người tìm chúng ta và cứu chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm và cứu người khác. Nhưng mà chúng ta phải đi nói về Chúa cho người ta biết về vấn đề đó.
Chúng ta biết ở trong cái bài này thì có một cái câu chuyện là chúng ta phải làm một cái việc gì đó cho Chúa, như cái ông Jephthah ở cái tiểu bang Alabama, tức là ông đó mới đây thôi, câu chuyện này mới đây thôi, thì từ ngày Chủ nhật ông đi thờ vườn Chúa, còn mỗi ngày thì ông ra cái bờ sông Cút Sa để ném xuống dưới sông hai cái chai, cái nhưng mà ông đã súc sạch khô rồi á, trong chai đó ông có ghi câu kinh thánh, là câu kinh thánh gốc là câu danh đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban cho con độc thân của Ngài, hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà có sống đời đời. Và trong đó ông kèm thêm những lời đề nghị và sẵn sàng giúp đỡ người ta nếu ai có sự cần sự giúp đỡ về tinh thần, và ông nói sẵn là ông có thể giúp đỡ vật chất nếu người đó là tin Chúa. Và ông kiên trì làm như vậy 40 năm và thả ra đến 27.000 cái chai như vậy. Và kết quả như thế nào? Kết quả thì ông đã được 2.000 người thả ra 27.000 chai, 27.000 tiền đạo đơn, nhưng mà được 2.000 người ở trên 30 quốc gia khác nhau đã viết thư và trả lời và cảm ơn ông, và có nhiều người đọc và đã đáp ứng cái sứ điệp của ông, và của ông đã in trong, bỏ vào trong cái chai rỗng đó và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Bởi vậy như hôm nay cái bài học này tôi không có nói dài về có nhiều cái phương cách để chứng đạo và nhiều phương cách để chúng ta môn đồ hóa trở thành trong Kinh Thánh không có nói là người nào mà tin Chúa là tín đồ mà phải là môn đồ. Người môn đồ hóa là chúng ta phải đi ra rao truyền tin Chúa, cũng như khi mà chúng ta nhận tiệc thánh đầu tháng thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải lấy ăn chén này, ăn bánh này và chén này, uống chén này, thì phải rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Rao sự chết của Chúa nghĩa là nó về cái sự cứu rỗi của Chúa đó. Chúng ta biết rằng bài giảng hôm nay thì tôi muốn có sự ứng dụng, cái điều quan trọng là tôi muốn sự ứng dụng, cho nên khi hôm nay tôi biết là hồi nãy tôi thấy vô là hơn 20 người nhưng bây giờ còn 18. Tôi biết, tôi muốn quý vị mà chưa đi truyền giáo á, thì nên quý vị có một cái lý do nào đó mà quý vị chưa đi truyền giáo, thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã trang bị lời Chúa, nhưng mà có một điều mà tôi thấy rằng quý vị chưa có cái gì đó ở trong tay. Thì cái gì đó ở trong tay có nghĩa là quý vị có thể hiểu lời Chúa, có Kinh Thánh rồi, nhưng mà quý vị chưa có tờ chứng đạo đơn chẳng hạn. Thì hôm nay tôi qua cái sự bài giảng của tôi thì tôi có ở đây đang có 10 cái chứng đạo đơn khác nhau, trong đó có 3 tiếng Anh và 7 tiếng Việt. Thì quý vị chắc là không biết những cái tờ này nó mỏng lắm, nhưng mà quý vị có một cái tâm tình truyền giáo thì quý vị, bởi vì cái bài nào giảng á là phải có ứng dụng thực tế. Tôi muốn rằng trong 19 quý vị mà đang nghe ở đây, cũng như sắp đến thì anh Phúc cũng sẽ lên trên YouTube, thì trên YouTube sẽ có nhiều người cũng nghe cái bài giảng này, và nghe cái bài giảng này thì tôi xin cho quý vị biết là số điện thoại của tôi là 404 số điện thoại của tôi, để tôi đặt chậm cho quý vị nghe, 404-452-5130. Quý vị có thể gọi hoặc là text vào cái message cũng được, cái địa chỉ quý vị, tôi sẽ gửi cho quý vị những cái chứng đạo đơn mà quý vị cần sẽ đi ra, và quý vị yêu cầu bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu, không có tính cước phí. Quý vị có thể yêu cầu 500 đến 1.000 tờ thì tôi cũng gửi quý vị đi 500 đến 1.000 tờ, để quý vị phải đi ra làm chứng về Chúa, và ít nhất phải gieo cái hạt, gieo cái hạt thì mới có cái quả, cái ngày gặt được. Chúng ta phải đi gieo, chúng ta cần đi gieo. Tôi biết rằng quý vị nghe nhưng mà quý vị chưa thực hành, vì bởi vì quý vị chưa có cái gì ở trong ta. Bởi vậy ngày hôm nay, nhân cái dịp này, quý vị
nên tách vào message của tôi hoặc gọi điện thoại tôi cho số điện thoại để tôi gửi cho quý vị một 10 chứng đạo đơn đó. Quý vị muốn đi, muốn có thấy tờ nào thích hợp thì quý vị đi ra để làm chứng về Chúa. Thì cái bài học mà phải có ứng dụng. Bởi vậy bài môn đồ hóa hôm nay chúng tôi không có, tôi không muốn nói về lý thuyết nhiều, bởi vì trong cái câu 14 nó nói rằng nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, và nếu chẳng ai đi rao giảng thì nghe làm sao. Vậy vì hôm nay nếu như chúng ta học lời Chúa thì chúng ta cần phải sự thực hành. Quý vị có một cái tâm tình muốn thực hành thì quý vị chưa, nếu mà chưa đủ thì quý vị có thể thêm lời cầu nguyện, mà quý vị đủ thì tôi muốn rằng có một sự đáp ứng. Quý vị trong 19 vị đang nghe hôm nay cũng như các cái vị mà sẽ nghe ở trên cái mạng đời sống mới á, thì quý vị nên tôi cũng xin nhắc lại là đặc biệt là ở tại Mỹ và Canada thì tôi sẽ không tính tiếp cước phí, nhưng mà riêng nếu như quý vị mà những người ở Việt Nam mà xa quá thì nơi đó chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị ở vùng nào, tôi sẽ hướng dẫn cho những cái mục sư ở nơi đó để gửi chứng đạo đơn đến cho quý vị để đi truyền giáo. Cảm ơn Chúa về lời Chúa hôm nay là cái câu 17 để kết luận là như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ được trao giảng. Cái vấn đề quan trọng nhất mà ở trong Matthew đoạn 28 để nói cho chúng ta là cái đại mạng lệnh của Chúa, trong Matthew 28 câu 19 và 20 nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Cái câu này không phải nói cho mục sư, mà câu này nói cho tất cả các môn đồ của Chúa hiện nay, mà quý vị là môn đồ của Chúa. Cho nên vì muốn môn đồ hóa mà làm phép báp têm cho họ không phải là mục sư với làm phép báp têm, cho nên quý vị cần phải đi ra rao truyền lời Chúa. Vì cái bài học hôm nay thì vắn tắt, nhưng mà cái bài học cần nhất là sự ứng dụng. Chúng ta thôi để hiệp ý nhau, tôi xin cầu nguyện trong cái sự kết thúc, sau đó chúng ta sẽ có nhu cầu sẽ đưa vào và chúng ta sẽ cầu thay. Chúng ta nhớ đặc biệt là mỗi quý vị dành thời giờ riêng để cầu nguyện cho cô Tiếp Bỏ. Bây giờ chúng ta hiệp ý để cầu nguyện kết thúc bài học. Lạy Chúa, Lạy Cha từ ái chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì ơn lành Ngài ban cho đường dây này, ban cho phần nhóm chúng con có sự cầu thay cho nhau, có sự cầu nguyện và học lời Ngài. Con cảm ơn Chúa, và chúng con biết rằng chúng con không phải lấy nghe là đủ, mà chúng con cần phải thực hành làm theo mới được phước. Con cảm tạ ơn Chúa vì điều đó. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho mẫu chúng con, giúp giấy tấm lòng chúng con để chúng con đi ra làm chứng nhân cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, và con xin Chúa rằng Chúa cho mẫu chúng con có một cái tâm tình hầu việc, cho mỗi chúng con có một cái sự yêu thương đồng bào của chúng con cũng như người lân cận, để cứu họ trong cái sự đời biển khổ tối tăm này. Chúa ơi, nguyện xin Chúa dẫn cái sự yêu thương đó cho mỗi chúng con, để chúng con có một tâm tình truyền giáo, môn đồ hóa cho chính mình và cũng như môn đồ hóa những người xung quanh, để cho mọi người được tin Chúa và được ơn phước để hưởng đời sống phước hạnh đời này và đời sau nữa. Chúa, cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa giúp giấy mỗi tấm lòng chúng con để chúng con đi ra làm chứng nhân cho Ngài. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn một sư dịch. Bây giờ xin mời cô Sương cầu nguyện chúc phước cho buổi nhóm chúng ta buổi tối hôm nay, cũng như cô đặc biệt cầu nguyện cho những người con cháu của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa.
em về em hộ hết mơ đồ để mà cầu nguyện cho của nhóm này. Xin Chúa bằng phước. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con của Vua Thánh trên trời. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn chúc phước cho chúng con, cho anh chị em chúng con từng người một trên đường lai này, Chúa ơi. Vì chúng con là người khao khát lời của Ngài, yêu mến lời của Chúa, do đó chúng con tin cậy nên lời của Ngài. Vì những lời Chúa hứa cho chúng con trong Kinh Thánh sẽ được thực hiện trong ý muốn của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh. Chúng con tin và chấp nhận để những lời đó vận hành trong cuộc đời của chúng con, trong từng phần thân thể của chúng con. Giúp chúng con tận hiến hoàn toàn cho Thánh Linh của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa. Sáng hôm, tối hôm nay xin Chúa ban phước cho tôi tớ của Chúa là một sư đức. Được đại ơn của Ngài, xin Chúa sức giờ ban ơn cho một sư. Tại vì Chúa nói với chúng con rằng, chúng con sống chẳng phải nhờ bánh mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời qua tôi tớ của Chúa. Xin Chúa sức phước ban ơn cho lời của Chúa tối hôm nay để ban ra không trở lại luôn nhưng mà để đượm lại trong lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là tin cậy nơi Ngài. Xin Chúa sức phước ban ơn cho anh chị em chúng con từng người một ở trong buổi nhóm tối hôm nay, Chúa ơi. Xin Chúa ở cùng với anh chị em chúng con mọi lúc mọi nơi, đi đâu làm gì cũng có Chúa đồng công với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước ban ơn cho anh chị em chúng con từng người một. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng con từ đây cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng hết mọi sự trong cánh tay quyền phép của Cha. Chúng con hiệp một trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mọi anh chị chúng ta vào nhóm lại để phải lời Chúa xin bất lại mọi người chúng ta đầy ơn của Chúa và một giấc ngủ bình an trong một ngày mới. Một ngày mới phước hạnh bình an của Chúa tiếp tục trên đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.